Các bạn ơi, hôm nay xe chở thú sẽ có một nhiệm vụ là đi tìm những chiếc xe khủng long công trình rất là đẹp luôn nha các bạn. Bây giờ mời các bạn cùng đi tìm với mình nha. Let's go nào. Bây giờ chúng ta phải vượt qua cây cầu này nha các bạn. Ồ, cây cầu rất là khó vượt qua luôn. Rồi, mình đã vượt qua cây cầu này rồi các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào trong khu rừng nha. Phía trước của chúng ta là một khu rừng rất là rậm rạp luôn. Bây giờ chúng ta đang đi vào trong bãi sình các bạn ơi. Wow các bạn ơi, mình đã thấy một bạn khủng long rồi nè các bạn. Đây, wow, bạn khủng long ở bãi sình nè các bạn. Bạn khủng long này rất đẹp luôn nha. Bây giờ mình sẽ mở các bạn cùng xem nha. Wow, các bạn ơi, một bạn khủng long cần cẩu nè. Đó, các bạn nhìn nè. Wow, bạn khủng long cần cẩu rất đẹp luôn ha. À, các bạn thấy đẹp không? Ồ, bạn đó có những cái bánh xe nè, có cái cần cẩu rất đẹp luôn. Ồ, bạn khủng long ơi, bạn bị nhốt ở đây có lâu không bạn khủng long? Rồi, bây giờ mình đã đến giải cứu cho bạn rồi đó. Các bạn ơi, mình sẽ để bạn khủng long cần cẩu ở đây nha. Mình sẽ tiếp tục đi tìm những bạn khủng long khác nha các bạn. Let's go now. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua hẻm núi nha các bạn. Wow, ôi các bạn ơi, phía trước hẻm núi có một bạn khủng long hay gì kìa. Kìa mình thấy rồi nè các bạn. Đó, rất đẹp luôn nè. Rồi bây giờ mình sẽ lấy bạn khủng long này qua đây. Mình mở ra cho bạn cùng xem nha. Đó, bạn khủng long này rất đẹp nha các bạn. Rồi mình sẽ mở dưới đây nè. Wow, bạn khủng long này đẹp quá các bạn ơi. Nè, bạn khủng long này là bạn khủng long xe thang nha các bạn. Xe thang cứu hộ nha. Xoay cái thang nè các bạn. Đó, mình có thể xây cái thang nè ha. Rồi bắt đầu qua đây các bạn. Bên này, bên này, bên này. Đây. Đó, bên này rất đẹp luôn nè. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ để bạn xe khủng long này ở đây nha. Mình sẽ đi tìm bạn xe khủng long tiếp theo nào. Vượt qua khe núi các bạn ơi. Đi nào. Wow các bạn ơi, mình thấy ở trong cái bụi cây kìa. Trong bụi cây có một bạn khủng long này các bạn. Nè đúng rồi. Vậy đây là bạn khủng long thứ ba nha. Rất đẹp luôn nè. Bây giờ mình sẽ mở bạn khủng long thứ ba ra cho bạn cùng xem. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Này, bạn xe này là bạn xe khủng long trộn bê tông các bạn ơi. Nè, đó, cái đây cái đồ trộn bê tông nè các bạn. Rất đẹp luôn ha. Nè, các bạn nhìn thấy bạn xe trộn bê tông này đẹp không? Wow, bạn khủng long trộn bê tông rất là đẹp luôn. Đó, bạn đó có ba cái sừng luôn nè các bạn. Wow, đẹp quá ha. Rồi để bạn khủng long này ở đây nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tìm bạn khủng long tiếp theo nào. Wow các bạn ơi, mình thấy một bạn khủng long nữa này các bạn. Wow, đây bạn khủng long gì đây? Để bây giờ mình sẽ mở ra xem nha các bạn. Wow, bạn khủng long này rất đẹp luôn nè các bạn ơi. Nè, đây là bạn khủng long xe ben các bạn. Wow, bạn khủng long xe ben nhìn rất đẹp luôn nè. Các bạn nhìn thấy bạn khủng long xe ben này đẹp không? Wow, cái thùng ben nè. Rất là đẹp luôn ha. Bạn đó cũng có ba cái sừng luôn nè các bạn. Phía trước của bạn đó nhìn đẹp ha. Khủng long ba sừng. Wow, xe ben nha. Rồi, mình sẽ để bạn khủng long xe ben ở đây nha. Mình sẽ tiếp tục đi tìm bạn khủng long cuối cùng nha các bạn. Let's go now. Không biết bạn xe khủng long cuối cùng là bạn xe khủng long gì ha các bạn ha. Rồi đi nào. Ôi các bạn ơi, mình đã thấy bạn khủng long cuối cùng rồi nè các bạn. Wow, bạn khủng long cuối cùng này nhìn đẹp quá các bạn. Bạn khủng long cuối cùng này là một bạn xe múc cát nha. Wow, đẹp quá. Wow, bạn khủng long múc cát này các bạn rất là đẹp luôn đúng không? Wow, đẹp quá các bạn ơi. Các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tập hợp những bạn xe khủng long này lại nha các bạn. Rất là nhiều bạn luôn. Rồi, đi về nhà thôi nào. Wow, các bạn ơi, ở phía trước của chúng ta có cái gì nè các bạn? Những chiếc xe công trình. Những chiếc xe công trình đang bị mắc kẹt rồi. Bây giờ chúng ta hãy giúp những chiếc xe công trình này sửa lại cho hết bị mắc kẹt nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ lấy chiếc xe lu xuống nè các bạn. Đây, chiếc xe lu nè. Đó, những chiếc xe đang bị mắc kẹt rồi. Đây, chiếc xe ben nè các bạn. Mình sẽ lấy chiếc xe ben xuống luôn nha. Đó. Rồi, các bạn ơi, ở đây
ở đây là một chiếc xe cẩu múc cát nè, mình sẽ lấy chiếc xe cẩu múc cát xuống luôn. Đó. Rồi một chiếc xe ben siêu to siêu bự luôn nè các bạn. Đây. Rồi tiếp theo các bạn ơi, ở trong một cái chiếc xe ben siêu bự này nữa có một cái chiếc xe gì nè, để mình lấy ra coi. Wow, đây là một chiếc xe chở xăng nha các bạn. Wow, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Wow, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hôm nay mình đã giải cứu được 6 chiếc xe. Wow, và tập hợp được 1, 2, 3, 4, 5 5 bạn xe khủng long nha các bạn. Các bạn ơi, bây giờ chúng ta tiếp tục cho những chiếc xe khủng long này về nhà nha. Let's go now. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Đó, những chiếc xe khủng long rất là đẹp luôn. Rồi, đã về đến nhà rồi các bạn ơi. Wow. Rồi, như vậy là mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nha. Mình đã tìm được những bạn xe khủng long. Đó, rất là đẹp luôn ha các bạn. Rồi, video của mình đến đây xin được tạm dừng. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn video tiếp theo nha.